Xin kính chào quý bà con. Thưa quý bà con, chiều ngày 22 tháng 11 năm 2022, kênh cập nhật giá mít Thái tại các khu vực tiếp đà đi ngang ha bà con ha. Thì mức giá này cũng đã duy trì được ít ngày rồi. Và theo các thương lái có kinh nghiệm cũng như nhiều nhà vườn chia sẻ, thì giá này so với năm 2021 trong thời điểm này cũng đã cao hơn. Và nếu như trong vườn có mít đoạt lại đạt mà mít nhất nè hay mít nhì nhiều thì bà con mình bán vẫn đang có lời ha bà con. Tuy nhiên thì khi mà giá mít xuống thấp thì cách phân loại mít, cách bắt mít từ anh em thương lái cũng như từ vựa cũng rất khó khăn. Đây là yêu cầu rất là gắt gao từ phía bên đối tác Trung Quốc ha bà con, chứ cũng không phải là do các vựa ở đây tự ý đưa ra những cái quy định đó. Thì khi mà bắt mít khó như vậy thì để mà mít đạt được loại nhất loại nhì cũng không phải là dễ dàng gì. Thì bà con lưu ý vấn đề này nha. Mình cố gắng là hiện nay chăm mít để lấy chất lượng chứ không có lấy theo số lượng. Tại thật sự mà số lượng mà có nhiều nhưng mà rớt xuống mít 3 hay mít chợ mít rất nhiều thì cũng không có lời đâu ạ. Quay trở lại tình hình giá thì cập nhật giá cụ thể bà con tại khu vực Tiền Giang mít nhất 15, mít nhì là 9, mít 3 là 5.000. Tại Đồng Tháp, An Giang, Hậu Giang, Cần Thơ, Vĩnh Long, Long An, Sóc Trăng, Trà Vinh, mít nhất 14, mít nhì là 8.000, mít 3 là 4.000. Tại khu vực miền Đông, mít nhất là 12.000, mít nhì là 7.000, mít 3 là 3.000. Giá kênh cập nhật cho bà con là giá thương lái mua tại vườn. Tuy nhiên bà con lưu ý vấn đề này là với những anh em thương lái đi mua với đoạn đường vận chuyển quá xa, mua bán qua vựa nhỏ, vựa trung gian thì giá mua sẽ thấp xuống từ 1 đến 2 ngàn đồng nữa nha bà con, so với giá của kênh báo đó ạ. Để đảm bảo là vẫn có đủ chi phí vận chuyển ra vựa thì cũng sẽ không bị đạp rớt hàng nhiều đó, thì cũng sẽ không có bị lỗ ha bà con. Trong thời điểm này thì thương lái đi mua mà cắt không khéo thì cũng rất là dễ bị lỗ. Cảm ơn bà con đã theo dõi kênh. Hãy nhớ nhấn nút đăng ký kênh, nhấn nút thích video cũng như có thể bình luận vào kênh để trao đổi thêm. Xin kính chào.